Trời ơi, tội nghiệp không bởi vậy. Nè, mấy đứa
Nuôi gà đi con. Dạ. Hôm nay vui không mừng nguyên tràng nguyên. Học giả như hòa như đạo, đúng. Bất học như đạo như thợ. Hay. Khổng Tử không giết mà lại nói. Nói sao con? Học giả hảo, bất học giả hảo. Ừ. Học giả như hòa như đạo, đúng. Bất học như đạo như thợ. Hay. Học giả hảo như đạo như thợ. Rồi bất cát bất thành khí, nên bất học bất vô lý. Tao làm gì? Quần áo là bằng chơi đấy không hết đâu nè. Hết đẹp thấy không? Nãy giờ nắng làm thiền cũng không được nè. Tao nói cho hoài đồ quên mới may. Nắng nó chịu nó còn gì đồ đạc nữa. Trời ơi. Cô giờ học sách đúng không nè. Cô sách viết mày đọc dùm mấy câu này đi. Cấm gì? Ta không ăn quần áo ương cha cãi con cái tâm đường cha luôn. Có không ta? Tại nè đọc đi. Chuyện nào là cha hư đâu. Chuyện này như cha, chuyện này như hư nè. Chuyện này ha. Đúng rồi. Ừ. Cha biết đọc không? Hả? Biết đọc chỉ đông chi? Thôi rồi, để con đi học sách nè. Học giả hảo đó, học giả hai chữ cho con đó. Dạ, sợ con. Giữ giường qua đây ông Biểu. Ha, đi kiếm mấy cây. Nha, cây thấy mấy cây. Nha, nhanh, 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 nhanh. Kiếm cây gì không? Qua đây, đứng đây. Dạ, đây không? Bất cứ ai đi qua con đường này, đập gãy giò hết cho nha. Ai vô đường này đập gãy giò hết hả ông? Ừ. Rồi ví dụ như ông đi sao? Ông trừ hả? Thì kia không trong bàn rồi. Mà sao không? Ở nhà này mà cười vô được, cười không là sao cha? Ơi, người đứng đầu trên nhà thì thôi cô vô tắm nè. Thế đâu được, đâu được, kiểu. Sao? Sao? Bây giờ mày ra vô được hả? Rồi thôi, thôi được rồi, bây giờ đứng đây kể cả lão già, đến gãy giò luôn. À, ai cũng không được mấy ông. Kể cả lão già, ai bước vào đây quýnh gãy giò. Cẩn thận con. Dạ. Dạ. Kiệm. Thi cử có gì vui kể cho nghe. Ôi, con vui lắm trời. Trời là giữa đốn chân giữa đường xứ miền nhau. Giữa cái thầu á xanh á rõ vàng. Giữa cái mà ăn vàng ăn đỏ. Ăn xanh ăn có cái thân nào khác không? Một buổi chiều tách đặt ngựa xe. Anh hùng tứ xứ gặp nhau. Đó tài tử sức thì đứng đầu là con là lục chân tiên. Tới hai người nữa con đây cuối hàng là đồ ti. Đậu văn kiều thợ bắt chui tinh lần. Còn đây đứng đầu trời tiên. Ngày mai đang nói là đồn tiên tử. Thì bảo tại quan hàng mày nói là thì mày dẫn quản I'm
Vô lấy bánh giật ra bài toán
nhưng mà thì cột chữ chặt chữ khó nha. Gần thì biết ngay được phải không? Ừ. Có vấn đề đó nha. Chuyện này treo dưới tháp nha. Kẹp mặt mà. Không sao, con em bắn cho nó bụng quá rồi. Bắn đầu bắn nó cũng ra. Ê Chữ Hơn, Chữ Hơn, ở ngoài này gió mát lắm, Chữ Hơn hãy ra đây rồi em sẽ tìm chỗ đi theo các bạn nha. Cái Chữ Hơn cứu rồi ta phải phơi cho thật khô thật thẳng, rồi ta sẽ chăm lá lên cho tươi mát hơn xa. Chữ Hơn, người trong bức họa là ai mà trông đi đi giỏi lắm quá vậy Chữ Hơn? Đây là Lục Nhân Tiên, là chồng của ta đó, chồng của Tiểu Hơn. Tiểu Hơn có chồng sao em chưa có? Dạ em đã vào lấy cho ta nhận hương để ta dân giá người quốc mà. Dạ em sẽ vào lấy hương qua tháng 7 thì sao còn phút nữa ta. Quyệt nha. Dạ.
có hồ đi ra ấy. Có người hô một vô nhà. Dạ thưa nghĩa phụ. Chị chưa con trước từng đời con. Dạ. Đây nè, để cha nói cho con nghe. Nguyệt Nga con ơi. Dành đi đã ra người thiên bộ. Còn dành gì khi mà con làm cho họ đi. Lấy tặng khi mà nên quyết chồng chờ. Nghe con ta nói ý một lần. Dạ thưa nghĩa phụ, dạ con. Sao, coi, sao nói vậy? Cha chồng hay là cha nuôi gì cũng là cha. Cha làm mọi việc như vậy là để che mắt triều đình, bảo vệ cho con. Nhưng mà cái chuyện này mà thấu tới tài Thái Sư đó nè, cái tội trốn chúa lộ chồng là toàn gia tru lục đó con. Đúng rồi đó cha, con nghe Thái Sư ra thay đuổi nên nổi đi Kiều Công mới mất chức thái thanh, đúng mất luôn cái ghế ở huyện Đông Thành. Ở huyện Đài nó bị trong tàn đá khổ sở tánh đề nữa nha. Có hả? Không thể sợ. Đó, bây giờ con suy nghĩ sao nói cho cha biết rồi. Dạ, dạ thưa nghĩa phụ, dạ con. Còn sao? Con không có bằng lòng phải không? Không phải được. Mày này, con bay đâu? Bắt cửa nó thay cho cha con lên tỉnh. Dạ, dạ nghĩa phụ. Sao? Dạ thưa nghĩa phụ. Để khỏi phụ lòng nghĩa phụ. Ừ. Chữ Minh Linh đành thay chữ dâu con. Đó, vậy phải được không? Nhưng con chỉ xin nghĩa phụ là sao con? Cho con được để tang chồng con 7 ngày, 7 đêm để cho hồn chàng siêu thoát. Rồi sau đó con sẽ trao tâm gửi phận cho họ buồn. Tiểu thơ, tiểu thơ trai đàn 7 ngày cho em xin 1 ngày chứ. Dạ, con hồ. Con cũng giải nghĩa cho lấy chồng và em được. Bây giờ cha nói cho con nghe, con cứ việc vào trong để mà lo trai đàn là nó đến đây nha. Rồi để mọi việc cha nói cho nghe. Dạ. Tội nghiệp con. Dạ thôi, đi theo đi. Cha kỳ quá. Nó bậy vậy đi, người mới tán nó đưa hai tay bớt lại đi. Bậy vậy đi, nó bớt bao nhiêu ngày không? Trời ơi, có 7 ngày, 7 đêm. Làm cái gì trước sao cũng là vợ của con. Không có hợp được cái đồ khôn ở chỗ này. 7 ngày 7 đêm là 7, 49 ngày đó. Trời ơi trời, hay gì vậy? Không có hợp mà cầm tàu lao. Trời ơi, nó làm như là cúng tần thất vậy trời. Bây giờ người ta cũng vậy nè. Trời ơi, bây giờ con biết con làm cái gì đó. Làm gì? Bây giờ á, nhiệm vụ của con á là vào trang và căn phòng của con thật là tuyệt đẹp. Đúng con gì tắm? Con vợ. Là sao cha? Là con chuẩn bị cùng với Nguyệt Nga đóng phòng qua chú. Còn lý do tại sao? Dạ. Rồi cảm ơn. Lý do tại sao chú lại muốn trở thành bùi kiện đẹp nhất Việt Nam, chú sẽ nắm gọn rồi. Mấy chị chú. Dạ anh. Dạ. Nói rồi nói trả lời. Dạ không nhưng mà lý do tại sao lại anh là muốn trở thành một vị tự bùi kiện đẹp nhất Việt Nam? Tại nghĩ là ai cũng là bùi kiện có một cái đáng giả ngoài phải tức cười thật là xấu rồi kia. Nhưng mà nghĩ nếu mà càng đẹp trai, bùi kiện càng đẹp thì giá trị của Kiều mà ngay càng cao, đúng không? Cỡ Kiều Việt Nam, nếu mà đúng rồi, đúng không? Nếu mà bộ kiện mà xấu thì
ai cũng từ chối cho đâu riêng Kiều Nguyệt Nga đúng không? Dạ đúng rồi. À, vậy có nghĩa là Bùi Thiện vừa đẹp nè, mà vừa giàu nữa, mà Kiều Nguyệt Nga từ chối có nghĩa là giá trị Kiều Nguyệt Nga còn cao hơn nữa. Chú mới đồng ý mà. Bây giờ thì anh hãy lắng nghe những câu hỏi từ phía hội đồng giám khảo. Trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ ạ. Có gì vậy em? Từ nãy đầu tiên Thoại Mỹ xin kính chào tất cả quý vị ạ. Chào anh. Không đã chào em. Duyên quá à. Chịu không nổi. Trước hết là em chúc mừng anh đã cho em cùng tất cả hội đồng giám khảo, hội đồng báo chí và tất cả quý vị khán giả xem một lớp diễn hài của anh rất là dễ thương, rất là vui. Phải nói là trước đây là anh Trung đã đóng khép nè, đóng khép nhì, và đã từng hát chung với Thoại Mỹ nữa. Rồi anh hát hài, rồi hát lão, rồi còn chuyển sang là viết kịch bản tâm lý xã hội, viết các cặp hài để cho các bạn trẻ được đi thi và những vở hài trên sân khấu, và được dàn dựng rất là công phu và rất là dễ thương với những vở kịch hài. Và gần đây nữa anh lại lấn sang lĩnh vực anh là một diễn viên điện ảnh nữa, quá trời quá đất luôn à. Thì bây giờ hôm nay anh đến với cuộc thi Dãy Trần Của Trang này thì anh em mình có một chút trao đổi với nhau ha. Em muốn trao đổi với anh là trong cái điều kiện khoa học công nghệ phát triển rất mạnh mẽ như hiện nay đó, thì đã giúp rất nhiều cho khán giả, mà nhất là khán giả trẻ. Các bạn trẻ bây giờ đã có cơ hội và điều kiện tiếp cận với lại loại hình nghệ thuật biểu diễn sân khấu cải lương đa dạng và phong phú nữa. Vậy thì em muốn hỏi anh đó là với một người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu cải lương thì cần phải có vai trò gì để góp phần phát triển cho bộ môn nghệ thuật cải lương truyền thống, và tại sao vậy? Cảm ơn câu hỏi của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Vâng, giờ thì xin mời anh trả lời câu hỏi ạ. Hỏi dài quá không nhớ. Đại khái là hiểu cơ sơ nè. Tức là nếu là đã là nghệ sĩ, đã là diễn viên cải lương, lúc đầu em nói thôi là tức là theo cái công nghệ số bây giờ nó phát triển rất nhanh, thì đó là quy luật, cái phát triển càng nhanh thì càng đi lên nhanh xuống nhanh, còn lên chậm xuống chậm. Từ trước đây cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Trước đây là sao các nghệ sĩ trước ra một thời gian rất là dài, bởi vì họ đầu tư từ học hành cho tới nghề nghiệp, cho nên các nghệ sĩ trước đây đó là họ có một cái thời gian rất dài để họ chịu chắc cái nền, họ mới cất nhà cao. Còn bây giờ có khi cũng cất năm bảy tầng thì chưa chắc đã làm không chắc, thì cái chuyện đó đương nhiên. Cái thứ hai là nếu nhất là nghệ sĩ thì chắc chắn là mình phải trao đổi nghề nghiệp của mình, phải học tập bao nhiêu để cập nhật được cái thị trường, để biết được khán giả thích cái gì, muốn cái gì, và họ cần xem cái gì, làm sao để khán giả bỏ tiền ra mua vé vô xem thì chúng ta thành công. Có nghĩa là mình có cái nền tảng vững chắc và mình phải cập nhật thêm những cái điều mới, những cái điều lạ, đúng không anh? Dạ, vâng ạ, một tràng pháo tay thật lớn. Rồi, em xin cảm ơn anh Trân. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.